Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Góc nhìn khán giả của kênh VTC14 ngày hôm nay xin được bắt đầu với phần điểm những nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Giao thông thuận lợi trong ngày thông xe cầu vượt Trần Khắc Chân, Hà Nội. Chia sẻ của khán giả Lê Minh Ngọc từ số điện thoại 0984 3 số cuối 450. Đường mới đưa vào sử dụng 1 năm đã xuống cấp, phản ánh của khán giả Kiều Minh Đức từ số điện thoại 0984 3 số cuối 888. Cầu thang mọc giữa vỉa hè dành cho người đi bộ, phản ánh của khán giả Phạm Hà trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Đập bạ xã Đức Đồng, Đức Thọ, Hà Tĩnh hư hỏng nặng, phản ánh của khán giả Đoàn Hữu Dánh từ địa chỉ email hữudanhhsa@gmail.com. Sau nhiều vụ đuối nước thương tâm, ngòi vẫn không được cắm biển cảnh báo, phản ánh của người dân xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Bé gái câm điếc lại phải đối mặt với nguy cơ mù lòa, chia sẻ của khán giả Phước Thiện từ số điện thoại 0989 3 số cuối 443. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, 7 giờ sáng ngày 30 tháng 8, cây cầu vượt bằng thép tại tuyến đường Đại Cồ Việt Trần Khắc Chân đã chính thức được thông xe, đi vào hoạt động góp phần giảm thiểu ùn tắc cũng như tai nạn tại điểm nóng giao thông của thủ đô Hà Nội. Khán giả Lê Minh Ngọc có số điện thoại 0984 3 số cuối 450 đã ghi lại một số hình ảnh ghi nhận tình hình giao thông trong ngày đầu thông xe tại cầu vượt Trần Khắc Chân và gửi về cho chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng ngày 30 tháng 8, sau lễ thông xe cầu vượt Trần Khắc Chân, giao thông ở ngã tư này trở nên thông thoáng hơn thường ngày. Theo phương án phân luồng, xe 4 chỗ, xe máy, xe buýt, xe khách lưu thông theo hướng từ Đại Cồ Việt đi Trần Khắc Chân và ngược lại qua khu vực nút giao sẽ ưu tiên đi trên cầu vượt. Các phương tiện từ đường Đại Cồ Việt đi thẳng đường Trần Khắc Chân hoặc rẽ trái đi phố Huế, các phương tiện từ hướng khác đi theo sự chỉ dẫn của hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, xe đạp bị cấm qua cầu. Cầu vượt nhìn từ hướng Bạch Mai về phố Huế hiện rất thông thoáng. Cây cầu được thiết kế mềm mại với cấu trúc hình chữ H, biểu tượng cho Hà Nội này được cho là thẩm mỹ nhất trong số những cây cầu vượt được xây dựng từ trước tới nay tại thủ đô. Tìm hiểu, khán giả Lê Minh Ngọc được biết, cầu vượt Trần Khắc Chân được xây dựng bằng kết cấu thép lắp ghép với chiều dài hơn 350m, bao gồm 2 làn ô tô và 2 làn xe hỗn hợp. Tải trọng thiết kế của cầu cho phép xe buýt đi qua, cấm toàn bộ xe tải hoạt động trên cầu. Dự án được đầu tư với tổng mức kinh phí gần 200 tỷ đồng và được khởi công từ ngày 17 tháng 1 năm 2013, hoàn thành vào ngày 28 tháng 8 năm 2013, vượt tiến độ 45 ngày. Theo khán giả Minh Ngọc, việc hoàn thành công trình cầu và đưa vào khai thác sớm đã khẳng định ưu điểm vượt trội của loại hình kết cấu này, vì thời gian thi công nhanh, phù hợp với yêu cầu tổ chức giao thông trong nội đô là loại phương tiện tải trọng nhẹ, nhanh chóng góp phần giảm ùn tắc giao thông, đồng thời giữ được cảnh quan đô thị. Theo quan sát của khán giả Minh Ngọc, trong ngày đầu thông xe, tình trạng giao thông tại đây đã có phần thông thoáng hơn so với thường ngày.
Trước đây vào giờ cao điểm buổi sáng và chiều, khu vực này thường xuyên ùn tắc kéo dài bởi lượng xe qua nút giao quá lớn. Gửi clip tới chương trình, khán giả Minh Ngọc hy vọng qua thời gian, cầu vượt Trần Khát Chân sẽ phát huy được hiệu quả sử dụng, giúp người và phương tiện qua lại khu vực này được thuận lợi và an toàn. Khán giả Kiều Minh Đức có số điện thoại 0984 3 số cuối 888 cho biết, hiện nay đoạn đường bê tông của thôn 8, xóm Đồng Phết, huyện Đồng Triều, Quảng Ninh bị xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Đáng nói, con đường này mới được xây dựng hoàn thành cách đây chừng một năm. Dù mới được đưa vào sử dụng phục vụ việc đi lại cho người dân mới được một năm, nhưng con đường được trải bê tông này đã bị bầm nát. Nhiều chỗ đá dăm nổi rõ trên bề mặt, thậm chí còn tạo thành những đoạn mấp mô. Niềm vui có đường mới để đi lại được thuận tiện của người dân thôn 8, xã Đồng Phết chưa được bao lâu, nay lại phải đối mặt với tình trạng xuống cấp này. Nhiều người nhận định con đường này hiện còn khó đi hơn cả đường đất trước kia. Phản ánh cùng chương trình, khán giả Kiều Minh Đức cho biết, để xây dựng được con đường này, người dân thôn 8 đã phải thu gom, đóng góp kinh phí trong 3 năm. Thậm chí nhiều hộ phải đóng phí cho cả những em bé vừa chào đời hoặc những cụ già tuổi đã ngoài 80. Ngoài ra, những đối tượng đang thi hành nghĩa vụ quân sự hoặc các gia đình được liệt vào dạng hộ nghèo cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, từ khi được thi công cũng như đến khi hoàn tất, con đường đã không được sự quan tâm đúng mức của chính quyền địa phương nên mới xảy ra hiện tượng xuống cấp như hiện nay. Theo khán giả Kiều Minh Đức thì các phương tiện lưu thông trên trục đường này hoàn toàn là những phương tiện thô sơ như xe đạp, xe bò hoặc xe máy, nhưng không hiểu vì sao đường lại xuống cấp một cách nhanh chóng như vậy. Vì vậy người dân không khỏi hoài nghi về chất lượng công trình này. Thưa quý vị và các bạn, cũng đúng tại đoạn đường này trong một chương trình Góc nhìn khán giả trước đây, khán giả Kiều Minh Đức cũng đã phản ánh về tình trạng đường mới xây xong nhưng tồn tại một hàng cột điện giữa đường khiến rất nhiều người tham gia giao thông gặp nạn vào buổi tối. Sau khi phản ánh này phát sóng trên Góc nhìn khán giả, chính quyền đã kết hợp với điện lực địa phương cho di rời hàng cột điện đó. Gửi phản ánh đến chương trình lần này, khán giả Kiều Minh Đức hy vọng chính quyền địa phương sẽ tiếp tục vào cuộc làm rõ chất lượng công trình cũng như quy trách nhiệm cho các đơn vị có liên quan, để từ đó có biện pháp tu sửa khôi phục lại con đường, phục vụ việc đi lại của người dân được tốt hơn. Khán giả Phạm Hà trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, trên đường Bạch Đằng của phường này tồn tại một cầu thang nằm ngay trên vỉa hè dành cho người đi bộ. Cầu thang này đã có từ năm 2007 đến nay, nhưng không thấy một cơ quan chức năng nào đứng ra xử lý. Hình ảnh này được ghi lại trước quán cà phê Bạch Đằng, nằm trên đường Bạch Đằng. Với mặt tiền khá rộng, tuy nhiên, phía bên trái quán cà phê có một cầu thang bằng sắt dẫn lên tầng 2, nằm nhô ra ngoài, ngay trên diện tích lối đi riêng cho người đi bộ. Ngay sát đó là khu nhà khách Bạch Đằng của tỉnh ủy Hải Dương. Theo như những thông tin mà khán giả Phạm Hà cung cấp cho chương trình, thì phía bên trong quán cà phê này còn có một cầu thang nữa dẫn lên tầng 2. Tuy nhiên, có lẽ để tiện cho khách đến quán và không làm ảnh hưởng đến những khách đang thưởng thức cà phê dưới tầng 1, nên chủ quán đã cho cơi nới thêm một cầu thang bằng sắt đặt lộ thiên trên diện tích vỉa hè.
Chị Hà còn cho biết thêm đã có lần người dân phản ánh lên đội quản lý trật tự phường Trần Hưng Đạo nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng không biết đến sự tồn tại của chiếc cầu thang ấy. Sau đó người dân lại tiếp tục phản ánh lên đội quy tắc của thành phố Hải Dương thì cũng chỉ nhận được câu trả lời chung chung, chưa được nghe báo cáo và sẽ cho người kiểm tra lại. Tuy nhiên đến nay, qua gần 7 năm tồn tại, chiếc cầu thang này vẫn chưa bị xử lý. Khán giả Phạm Hà còn cho biết thêm, thành phố Hải Dương thường xuyên tổ chức các đợt ra quân rầm rộ, giải phóng đường thông hè thoáng, duy chỉ có con đường này chưa bao giờ được đơn vị chức năng quan tâm tới. Cũng theo chị Hà thì trục đường này là nơi các quan chức của tỉnh, thành phố về hội họp thường xuyên lưu thông qua. Thế nhưng cầu thang sắt này vẫn ngang nhiên tồn tại như một thách thức đối với người dân. Thưa quý vị và các bạn, về vấn đề này, chương trình Góc nhìn khán giả sẽ gửi công văn tới Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương để xác minh, làm rõ. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Đập Bạ thuộc xã Đức Đồng, Đức Thọ, Hà Tĩnh được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2002 với chiều dài gần 100 mét, được thiết kế gồm nền trên, thân đập và bãi tràn, phục vụ tưới tiêu cho gần 200 hectare lúa của hai hợp tác xã nông nghiệp là Thanh Quang và Vĩnh Thành. Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng, đập bạ này đang bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất và gây nguy hiểm cho người dân địa phương. Đây là phản ánh của khán giả Đoàn Hữu Dánh từ địa chỉ email hiuzanhhs@gmail.com. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau hơn chục năm đưa vào sử dụng, thời gian không phải là dài đối với một công trình thủy lợi, nhưng hiện nay đập bạ đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Những vết nứt vỡ ngày càng nhiều thêm. Có thể dễ dàng nhận thấy, nước rò rỉ giữa thân đập tạo thành những dòng chảy mạnh, đập cũng đã xuất hiện những vùng sụt lún rất nghiêm trọng. Theo khán giả Đoàn Hữu Dánh, thời gian sử dụng lâu chỉ là một phần nguyên nhân khiến con đập bị xuống cấp, còn nguyên nhân chủ yếu là do thân đập không đảm bảo như thiết kế ban đầu, do mái thượng lưu bị sạt lở, lớp đá gia công mái thượng lưu hầu hết bị hỏng không còn tác dụng, nền và thân đập đất bị thấm nhiều nhưng không có vật thoát nước hạ lưu đập. Thêm vào đó, tràn xả lũ phần lớn tràn tự nhiên trên nền đất hoặc đá phong hóa nên dễ bị sói lở. Theo ý kiến chủ quan của khán giả Đoàn Hữu Dánh, việc các hồ đập xuống cấp, hư hỏng có phần trách nhiệm của đơn vị quản lý công trình. Gửi clip phản ánh tới chương trình, anh Dánh hy vọng đập bạ xã Đức Đồng sẽ sớm được sửa chữa, khắc phục những điểm sạt trượt và sung yếu nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân, đồng thời phục vụ nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất của bà con nông dân. Đối với người dân thôn Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội, ngòi cầu Guộc được ví như ngòi tử thần bởi tại đây đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm. Tuy nhiên, đến hiện tại, con ngòi này vẫn chưa được cắm bất kỳ một tấm biển cảnh báo nào. Sự thiếu quan tâm, trách nhiệm của chính quyền địa phương đã khiến người dân tại đây vô cùng bức xúc. Họ đã gửi clip tới chương trình phản ánh về sự việc này. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những hình ảnh mới nhất được ghi lại tại ngòi cầu Guộc nằm tại thôn Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Con ngòi nằm giữa làng, xung quanh là cây cỏ tùm. Còn có cả bậc thang lên xuống. Trước kia, đây là nơi người dân giặt giũ lấy nước sinh hoạt. Từ ngày có nước máy, ngòi cầu Guộc trở thành nơi cho lũ trẻ trong thôn tự do ra tắm và đùa nghịch. Nước tại đây khá sâu nhưng lại không hề được cảnh báo. Xung quanh không có lấy một tấm biển nào cảnh báo về mức nước hay nghiêm cấm xuống tắm. Cũng bởi vậy mà đã có rất nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra. Gần đây nhất là vụ đuối nước của 3 em học sinh lớp 6, trong đó có 2 em bị chết đuối, 1 em may mắn thoát nạn.
Sau hơn một tháng từ ngày đứa cháu ngoại Phùng Khắc Tuyên ra đi do bị đuối nước tại ngòi cầu Guộc, bà Hữu vẫn chưa thể vơi được nỗi đau. Người chết chẳng thể sống lại. Mong muốn của bà Hữu hiện tại là làm sao không còn ai gặp phải tai nạn đáng tiếc như đứa cháu tội nghiệp của bà. Làm cái biển báo to để cho các cháu sau nơi nó đỡ bị xe ngã xuống, gia đình rồi lại bị cháu thế thôi, đau xót lắm. Theo phản ánh của người dân xã Phùng Xá, sở dĩ nước tại ngòi cầu Guộc ngày một sâu và nguy hiểm là do từ năm 2004, chính quyền xã đã múc đất dưới ngòi đem bán cho các lò gạch thủ công để thu lợi bất chính. Năm 2005, tại đây đã xảy ra vụ đuối nước của em Phùng Khắc Lực, người trong thôn. Trước kiến nghị của bà con về việc làm sai trái gây nguy hiểm cho người dân địa phương, chính quyền xã vẫn không giải quyết và tiếp tục làm việc này. Gần đây nhất, ngày 15 tháng 7 đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm của ba em học sinh tại ngòi cầu Guộc, trong đó có hai em đã tử vong. Người dân tại đây đã vô cùng bức xúc, phẫn nộ trước sự vô tâm, vô trách nhiệm của chính quyền. Bởi cho đến hiện tại đã là hơn một tháng sau khi tai nạn xảy ra, Ủy ban xã Phùng Xá vẫn chưa có động tĩnh gì về việc cắm biển cảnh báo hay cử người canh gác ở đây để tránh xảy ra đuối nước tại con ngòi tử thần này. Gửi clip phản ánh tới chương trình, người dân Phùng Xá kiến nghị chính quyền địa phương cần dừng việc múc đất trong ngòi cầu Guộc, đồng thời cắm biển cảnh báo nguy hiểm để tránh xảy ra thêm những trường hợp đuối nước tại đây. Thưa quý vị, về vấn đề này, chương trình Góc nhìn khán giả sẽ gửi công văn yêu cầu xác minh làm rõ và sớm xử lý tới Ủy ban Nhân dân xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Thông tin chi tiết sẽ có trong các chương trình tiếp theo. Tại khu chung cư B, chợ Đầm, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, có một bé gái năm nay 7 tuổi có hoàn cảnh rất thương tâm. Cùng lúc em mắc phải rất nhiều căn bệnh hiểm nghèo như tim bẩm sinh, câm điếc, chân bị vẹo. Và hiện đôi mắt em còn phải đối mặt với nguy cơ mù lòa nếu không được chữa trị sớm và kịp thời. Đây là nội dung chia sẻ của khán giả Phước Thiện có số điện thoại 0989 3 số cuối 443. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Căn nhà nhỏ nằm trên tầng 2 ở một khu chung cư cũ của Nha Trang là nơi cư ngụ của chị Phùng Thị Bích Dung và con gái cùng mình là bé Trần Phùng Hoàng Nhi. Do bị vẹo mắt cá chân, di chuyển khó khăn nên bé Nhi chỉ thường nằm một chỗ. Bị câm điếc từ nhỏ nên Nhi chỉ có thể giao tiếp với mẹ bằng cách ra dấu. Trên người bé còn chằng chịt những vết sẹo để lại từ những lần mổ để chữa bệnh tim. Mới đây gia đình lại đón nhận hung tin khi các bác sĩ cho biết mắt bé ngày một mờ dần bởi lớp màng đục thủy tinh thể ngày một dày lên. Nếu không được mổ sớm, bé sẽ mù vĩnh viễn. Bao nhiêu chứng bệnh dồn dập đổ lên người cô con gái bé bỏng khiến người mẹ ngày càng kiệt sức. Khi mà cháu được 2 tuổi thì tôi kêu cháu, gọi cháu mà cháu không nghe được cái gì hết. Mới biết được là cháu bị điếc cho nên từ đó là phát hiện cháu bị câm điếc không nói được. Bởi vậy cho nên tôi mới chuyển vô trong cho cháu học trường câm điếc ở số 7 Tản Viên ở Nha Trang. Khi mà mỗi lần mà đi tái khám như vậy á, mới vừa rồi đây bác sĩ cho biết là cháu nó bị mắc là bị bệnh nó phát lại là đồng tử của nó là bị bao che, nó không có thấy đường được, cho nên là họ chẩn đoán là họ sẽ mổ lại nếu như gia đình có điều kiện để vô mổ lại mắt cho nó. Chứ giờ là cái tinh thể đục nó đang che lần lần con mắt cháu nó. Còn nếu mà không mổ thì sao? Dạ không mổ thì nó dẫn đến mù lò.
Chia sẻ cùng chương trình, khán giả Phước Thiện cho biết bé Nhi mắc chứng đục thủy tinh thể cả hai mắt ngay từ khi mới lọt lòng. Khi gia đình đưa cháu vào thành phố Hồ Chí Minh để mổ, bác sĩ đã phát hiện ngoài khuyết tật về thị lực, cháu còn bị bệnh tim bẩm sinh. Đến năm 2 tuổi, sốt ruột vì con mãi vẫn chưa giao tiếp được như những đứa trẻ khác, gia đình chị Dung lại đưa bé đi kiểm tra và được bác sĩ thông báo rằng cháu bị câm điếc và chân bị vẹo mắt cá. Mặc dù vẫn được chăm sóc và điều trị tích cực, tuy nhiên hiện nay bệnh đục thủy tinh thể của bé Nhi đang có nguy cơ bị nặng trở lại và có khả năng sẽ bị mù vĩnh viễn nếu không sớm được mổ lại lần hai. Hiện nay gia cảnh của chị Dung rất khó khăn, cha của bé Nhi đã bỏ đi ngay khi phát hiện con mình mang nhiều bệnh tật trong người. Bao nhiêu vốn liếng dành dụm đều đổ vào việc chữa trị cho cháu bé. Hiện mọi trang trải trong gia đình đều dựa vào đồng lương ít ỏi mà chị Dung kiếm được nhờ vào việc đi giúp việc thuê và phụ bà ngoại cháu bán nước giải khát về hè. Chị Thiện còn cho biết thêm, do hoàn cảnh gia đình khó khăn đã khiến việc chữa bệnh cho cháu Trần Phùng Hoàng Nhi ngày càng bế tắc. Tình cảnh đáng thương của bé gái này đang trông chờ một phép màu và những tấm lòng nhân ái giữa đời thường để bé vẫn có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Thưa quý vị, còn bây giờ như thường lệ, phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip tiêu biểu đã phát trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể bình chọn cho clip mà mình cho là xuất sắc nhất bằng cách soạn tin BC dấu cách mã số clip gửi 8530. Sáng ngày 30 tháng 8, cầu vượt nhẹ nút giao thông Đại Cổ Việt Trần Khát Trân sau 6 tháng thi công đã được thông xe. Trong ngày đầu đi vào hoạt động, tình trạng giao thông tại đây đã có phần thông thoáng hơn so với ngày thường. Chia sẻ của khán giả Lê Minh Ngọc từ số điện thoại 0984, 3 số cuối là 450. Hiện nay đoạn đường bê tông của thôn 8, xóm Đồng Phết, huyện Đồng Triều, tỉnh Quảng Ninh bị xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Đáng nói, con đường này mới được xây dựng hoàn thành cách đây chưa một năm. Phản ánh của khán giả Kiều Minh Đức từ số điện thoại 0984, 3 số cuối là 888. Trên đường Bạch Đằng của phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, tồn tại một cầu thang nằm ngay trên vỉa hè dành cho người đi bộ. Cầu thang này đã có từ năm 2007 đến nay nhưng không thấy một cơ quan chức năng nào đứng ra xử lý. Phản ánh của khán giả Phạm Hà, trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Đập Bạ, xã Đức Đồng, Đức Thọ, Hà Tĩnh được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2002 với chiều dài gần 100m, được thiết kế gồm nền trên, thân đập và bãi tràn, phục vụ tưới tiêu cho gần 200 hectare lúa của hai hợp tác xã nông nghiệp Thanh Quang và Vĩnh Thành. Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng, đập bạ này đang bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất và gây nguy hiểm cho người dân địa phương. Phản ánh của khán giả Đoàn Hữu Dánh từ địa chỉ email hiuzanhhsa@gmail.com. Đối với người dân thôn Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội, ngòi cầu Guộc được ví như ngòi tử thần bởi tại đây đã xảy ra quá nhiều vụ đuối nước thương tâm. Tuy nhiên, đến hiện tại, con ngòi này vẫn chưa được cắm bất kỳ một tấm biển cảnh báo nào. Sự thiếu quan tâm, trách nhiệm của chính quyền địa phương đã khiến người dân tại đây vô cùng bức xúc. Phản ánh của người dân xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Tại chung cư B, chợ Đầm, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, có một em bé gái năm nay 7 tuổi nhưng có hoàn cảnh rất thương tâm. Cùng lúc em mắc phải rất nhiều căn bệnh hiểm nghèo như bệnh tim bẩm sinh, cầm điếc, chân bị vẹo. Và hiện, đôi mắt em còn phải đối mặt với nguy cơ mù lòa nếu không được chữa trị sớm và kịp thời. Chia sẻ của khán giả Phước Thiện từ số điện thoại 0989, 3 số cuối là 443. Thưa quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh, clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ. Chương trình Góc nhìn khán giả, kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC, số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hãy email đến địa chỉ gocnhinkhangia@vtc.vn. Hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng 0904 88 1414. Khi gửi hình ảnh clip chia sẻ về cho chương trình, quý vị khán giả hãy ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ, số điện thoại để ban biên tập tiện liên lạc sau khi phát sóng clip trong chương trình.
Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.